Những người may mắn đến khó tin, tiền cứ như từ trên trời rơi xuống. Những câu chuyện trúng số kỳ lạ khiến bạn phải tin rằng trên đời này thực sự có những người rất may mắn. Một là dùng tiền thừa mua vé sổ số triệu đô. Một phụ nữ ngoài 60 tuổi may mắn ở Trùng Khánh đã trúng 1,5 triệu đô la Mỹ sau khi dùng số tiền dư lúc mua rau để mua vé số. Người này trúng giải vào ngày 16 tháng 11 cùng với năm thành viên khác trong gia đình, gồm con trai, con gái, cháu gái người trúng giải sau đó đem tặng 3.000 đô la Mỹ và giữ phần còn lại để mua nhà cho con. Thứ hai, trúng gần trăm triệu đô để lại nhà cho người giúp việc. Nijen Park, 43 tuổi, trúng giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử nước Anh trong tháng 2 2010 trị giá 87,4 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, Nijen đang sống ở Center của Anh và điều hành một công ty bảo dưỡng và cửa. Sau khi trúng giải, gia đình người đàn ông này chuyển đến một biệt thự sinh thái trị giá 6,24 triệu đô la Mỹ và tặng lại ngôi nhà cũ cho người khuyết dọn. Thứ ba, trúng hai giải một ngày mà còn không biết. Bà Virginia Fick đến từ Virginia là người vô cùng may mắn. Khi trúng hai giải sổ số, số một triệu đô la Mỹ trong cùng một ngày, bà Virginia đã mua hai tấm vé sổ số, số Power Point Ticket và cả hai đều có năm trong sáu số trùng với số độc đắc của tuần đó. Khi đó bà thậm chí còn không biết mình trúng giải bởi đang đi thăm mẹ tại bệnh viện. Chỉ đến khi bà mang hai tấm vé số tới cửa hàng tiện lợi để kiểm tra thì mới biết cả hai đều trúng giải. 4. Tìm lại vé số trúng giải 20 triệu đô sau 4 tháng bỏ quên Một đôi vợ chồng người Israel trúng giải số số lớn nhất từ trước đến đây ở nước này Họ đã tìm thấy chiếc vé số trúng giải trong một đống giấy bỏ đi và những chiếc vé cũ khác ở nhà sau 4 tháng quên bản đi. Khi đến nhận giải, đôi vợ chồng phải đeo mặt nạ để giấu danh tính và tránh những phiền phức sau này. Thứ năm, một ngày hai lần trúng số. Không chỉ trúng số hai lần trong một ngày, Kenneth Stokes đến từ Dukut, còn trúng chính xác số tiền của giải sổ số, số Lucky for Life Game. Với hai giải số, số này, Stokes sẽ nhận hai khoản tiền với tổng trị giá là 50.000 đô la Mỹ mỗi năm trong suốt phần đời còn lại của mình. Thứ sáu, trúng số nhờ giấc mơ. Tháng 9 năm 2006, bà Mary Quillen, 86 tuổi ở Toronto, nói rằng một vài con số đã hiện trong giấc mơ của bà. Khi tỉnh dậy, bà lập tức viết ra và mua vé số có những số đó. Ngày hôm sau, Collins tự tin với những con số đã mơ thấy và lại mua tấm vé số khác. Bà lão 86 tuổi nói đùa, với số tiền này bà sẽ dành để hút thuốc. Thứ bảy, trúng sổ số dễ như ăn kẹo. Ai cũng biết sổ số là trò chơi mây trỗi và cơ hội. Richard lướt thiệt ở Florida lại không tin vậy. Ông tuyên bố rằng ông có phương thức chiến thắng sổ số dù có vẻ hoàn toàn điên trồ. Nhưng ông lại đưa ra một số bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình. Cụ thể, từ năm 1993 đến năm 2010, ông đã trúng 7 lần với tổng số tiền hơn 1 triệu đô la Mỹ trước thuế. Lực tuyệt. từng viết cuốn sách có tên Cách tăng cơ hội trúng sổ số, số. Chúng tôi nghĩ nếu bạn quan tâm thì Lực sẽ bán cuốn đó cho bạn. Thứ 8. Trúng hàng triệu đô vì chăm mua sổ số, số. Tuy không nghĩ đầu tư vào sổ số, số là thông minh, nhưng Seguro DBD ở Canada vẫn chúc lòng vào đó. Mỗi tuần DBD dành hàng trăm đô la Mỹ để mua vé số và cuối cùng cũng được đền đáp. Đầu năm 2004, ông trúng một triệu đô la Mỹ Hai năm sau, ông đã giành được 100.000 đô la Mỹ. Năm 2008, anh đã giành được hai khoản lớn hơn, một khoản trị giá 1 triệu đô la Mỹ và một khoản là 50.000 đô la Mỹ. Tháng 1 năm 2009, Dabene trúng số độc đắc lớn với 17 triệu đô la Mỹ. Trước khi anh nhận giải, văn phòng sổ số, số, đã điều tra Dabene vì đây là giải độc đắc thứ năm anh ta giành được. Một người khác thì cho rằng Dabene đã trộm vé của anh ta. Tranh chấp thì được tòa xử lý, nhưng tòa cho rằng Dabede không vi phạm pháp luật và anh đã được nhận giải. Tổng số tiền anh ta nhận được hơn 19 triệu đô la Mỹ. Thứ 9, nữ tiến sĩ toán học 4 lần trúng sổ số, số triệu đô. Được gọi là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới, bà Joanne kinter cựu giảng viên môn thống kê tại Đại học Stanford, đã giành tới 21 triệu đô la Mỹ khi chơi sổ số, số ở bốn thời điểm khác nhau. Đầu tiên, bà trúng 5,4 triệu đô la Mỹ năm 1993. Một thập kỷ sau đó, bà giành được 2 triệu đô la Mỹ. Hai năm sau, bà lại giành được 3 triệu đô la Mỹ. Và cuối cùng, vào mùa xuân 2008, Kinter giành 10 triệu đô la Mỹ. Bạn có biết tỷ lệ cược để giành được từng đáy tiền cho 4 lần cao vé là bao nhiêu không? Theo toán học, cơ hội để lập kỷ lục may mắn này chỉ là 1 trên 18 với 20 số không theo sau. Một số người đã suy đoán rằng Ginter có bằng tiến sĩ thống kê ở Stanford hoặc có thể gian lận hoặc có hành vi gian lận nào đó nên mới may mắn đến như vậy. Ủy ban sổ số, số Texas cho biết cũng đã có nhiều trường hợp trúng thưởng liên tiếp nhưng chưa có ai có được mức thưởng cao như bà Joan Ginter. Và thứ 10, 7 lần thoát chết kỳ diệu và một lần trúng sổ số, số, Không ngoa khi nói rằng giáo viên âm nhạc Croatia, anh Frank Select, là người may mắn nhất quả đất vì trải qua 7 lần tai nạn thật tự nhất sinh mà vẫn sống sót chỉ với những vết thương nhẹ. Dạ. Sinh năm 1929, chuỗi may mắn của Selak đã bắt đầu vào năm 1962, khi ông có mặt trên chuyến tàu bị trực bánh, là 17 người chết, còn Selak thì sống sót. Năm sau, khi ông đang ngồi trên máy bay, đột nhiên chiếc máy bay bị tung cửa và ông bị hút ra khỏi đó. Sau tai nạn, 19 người đã thiệt mạng, nhưng thật kỳ diệu ông sống sót vì đã rơi xuống một đống cỏ khô. Ba năm sau, Selak ngồi trên một chiếc xe buýt, gặp tai nạn, bốn người chết, nhưng Selak không thuộc số đó. Trước đó bốn năm, xe của ông bị bốc cháy nhưng ông đã thoát ra trước khi nó phát nổ. Năm 1995, xe lát lúc này đã 66 tuổi, bị một chiếc xe buýt đâm nhưng không chết. Ngoài những lần thoát chết hy hữu, năm 2003, xe lát đã dành gần một triệu đô la Mỹ nhờ mua sổ số. số.